Baby bus. Bé phải chế trung tâm và xác định con vật bị thương. Một bức ảnh sẽ được chụp khi bạn định vị được chúng. Đã tìm thấy một chú hổ bị ngứa khắp người. Đã phát hiện một con lười bị bỏng. Đã phát hiện một chú gấu ốm yếu. Chọn xe tải để đi đón các động vật bị thương. Đi theo các biểu tượng động vật và bạn sẽ tìm thấy các con vật bị thương. Kéo con vật lên xe tải. Mang chúng về trung tâm cứu hộ để điều trị. Hãy đưa các động vật vào bên trong nơi ở mới. Tìm xem con vật nào cần chúng ta giúp đỡ nữa. Đã tìm thấy một chú voi với chiếc ngà bị gãy. Đã tìm thấy một chú ngựa vàng người đầy bùn đất. Đã phát hiện một con nhím khó chịu. Chọn xe tải để đi đón các động vật bị thương. Đi theo các biểu tượng động vật và bạn sẽ tìm thấy các con vật bị thương. Kéo con vật lên xe tải. Mang chúng về trung tâm cứu hộ để điều trị. Hãy đưa các động vật vào bên trong nơi ở mới. Hả?
máu nâu vì đau bụng, hãy khám cho bạn ấy. Trong dạ dày gấu nâu chứa rất nhiều rác. Kéo tay cầm lên để bơm dịch. Các bạn đừng thả rác nhé, vì động vật sẽ nhầm rác là thức ăn đấy. Gấu nâu là loài ăn tạp. Đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ con vật đã khỏe mạnh, bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Gấu nâu sống trong rừng. Tạm biệt gấu nâu. Khu rừng bị cháy và lưới bị bỏng. Trước hết hãy xả nước để làm mát cho bạn ấy. Lau sạch mũi. Nước bồi có thể giúp làm lành vết thương. Lưới đã được băng bó. Lưới thích ăn lá cây. Khám bệnh cho nó. Bây giờ con vật đã khỏe mạnh, bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Lươi sống trong khu rừng mưa nhiệt đới. Tạm biệt lươi. Mùa bạn thích cuộn tròn trong cát để bùn đất chúng lên cơ thể. Chú đã sạch sẽ hoàn toàn.
kiểm tra bên trong người ngựa vàng. Ôi không, có nhiều bụi trong phổi của nó, giúp nó làm sạch phổi nào. Làm rất tốt, bụi đã hết sạch. Ngựa vàng thích ăn tất cả các loại cành cây và lá cây. Hãy giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ, con vật đã khỏe mạnh. Bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Ngựa vàng thích sống ở đồng cỏ. Tạm biệt ngựa vàng.